mà chị không phải lấy chồng chứ. Không cho ai ra lấy chồng. Thế á? Thế cứ ở đây với Nam à? Thế Nam phải ngoan cơ, không thì Nam sẽ ở đây một mình. Bởi vì chị Hương là con gái nên chị không phải đi lấy chồng. Không. Nam phải ngoan nhá. Ngoan chị Hương mới không đi lấy chồng. Không mà chị Hương đi lấy chồng, chị Hương ở nhà chồng không ở đây nữa đâu. Không cho mày chị Hương nữa. Chị Hương không lấy chồng nữa nhá. Chị Hương ở nhà với con, với mẹ nhá. Thì con chị Hương ở nhà với ai? Chị Hương ở nhà với Nam nhá. Mấy ai nữa à? Mẹ. Mấy ai nữa à? Mấy ai nữa à? Chị ừ, thế là mấy người ở? 5 người. 5 người ở nhà mình à? Thế nó không cho chị Hương lấy chồng à? Không cho ai lấy chồng. Ừ, thế thôi. Thì con có lấy vợ nhá. Không? Nam có lấy vợ à? Thế Nam có lấy vợ không? Nhà có lấy vợ không? Không, nhà này là của gia đình. Nhà có gia đình ạ? À? Không được ai đi lấy hết nhỉ? Vâng. Chỉ con phải ngoan nhé. Mẹ ở phòng thôi. Ok. Em...